Bơi. Còn gà kia. Dậy. Gà kia đủ lông chưa? Dậy. Đưa tôi nuôi nè. Để lại tôi nè. Mới đá thì con mới ăn con cửa. Dạ có cái giận không? Có. Bơi đi tao 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 để tao lai ấy. Má. Má thì để lại con. Để già già ra. Để tao già già. Già già tự lộn nha. Giỏ ra kìa, giỏ ra kìa. Nghe lú dò lên này phải không? Đưa mặt lên luôn hả? Má bây giờ ấy bơi lại xích lại luôn đi, bơi lại xích lại luôn đi. Má giờ mặt mày cũng tái ngắt hết trơn rồi, nhìn có người bị quyền chăng? Người chết trôi ở KT chân ơi. Bơi bơi xích xích lại á, cái mặt tái hết trơn rồi. Bơi xích lại đi, bơi xích lại đi. Bơi sát lại đi, bơi sát lại đi, mình quay coi cái mặt coi. Bơi xích lại đi. Bơi sát lại đi, bơi sát lại đi. Tí nữa, tí nữa. Chạy bơi sát lại cái cây luôn đi, quay cho nó gõ cái mặt. Không không, ở kinh sáng đôi hai á Trân ơi. Bơi bơi lại tí nữa. Bơi lại đi, bơi gần gần lại mới quay mới thấy được. Người này cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chưa chưa có người người nhận. Không đâu ạ. Bơi xích vô tí nữa. Xích lại cái cây luôn á, bơi xích lại cái sát cái cây luôn ơi. Quay cái mặt luôn cho nó rõ. Xích lên tí nữa. Sát lại luôn đi, sát lại luôn đi. Sát lại luôn đi, nhìn coi quen không. Tí nữa đi, tí nữa đi. Mặc đồ là cũ chiến binh, mặc đồ là cũ chiến binh nhưng mà nhìn nhìn không 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 ra được. Trời ơi thằng nó sợ, nó bơi có một tí chưa không sát lại nữa. Khoảng có tầm ổng khoảng có tầm sáu mấy, ổng là có sáu mấy tuổi. Vậy vậy bơi xích lại tí đi, bơi xích lại tí xíu nữa đi, bơi bơi. Ở đây là địa chỉ là gì? Kinh sáng hả? Kinh sáng 10 cà. Cách đội 2 cỡ 500m. Ngay chỗ trường, đối diện với trường trung học, trường tiểu học Danh Côi ở điểm phụ á. Sình rồi, sình này cái mặt mặt sình luôn rồi. Đâu, này đang đang like hay ơi. Chúng tôi nó hình ổng á. Hình
là nóng hả? Đang like á, có lấy một điện thoại khác mình coi lại thì được. Cái này đang lại trực tiếp. Đang xem ở đâu vậy anh Muôn? Ở trong, ở đường Kinh Sáng cà phê nè Cường. Nghi Độ Yeah.